Xin chào các bạn, hôm nay gia đình để ý mẹ nói nè. Xin chào các bạn, hôm nay gia đình mình có nhận được một món quà từ cộng hòa Séc. Đây, để bây giờ mình sẽ bóc ra xem trong đây có gì nhá. Đây, đây là tên của người gửi nhưng mà dài quá mình không đọc được. Đó, thì thôi bây giờ mình cứ bóc ở trong đây xem quà là những cái gì nhá. Xem trong đây xem có những quà gì nào. Để mẹ bóc cho. À, có cái hộp gì? Nào cao đi. Không. Để mẹ bóc từ từ rồi. Nào, cao từ từ. Để mẹ bóc. Từ từ rồi. Tay. Tay này. Cao. Cao. Đi, ngồi vào lòng đây mẹ. Từ từ. Để mẹ xem nào. Từ từ. Đây. Bé càng ngồi xuống một bên đây ghế. Từ từ để mẹ cắt cho nó gọn đi đó nào. Ừ rồi, ngồi im đã. Ca từ từ đó nào. Tay. Từ đây để mẹ mở ra. Rồi, wow, cái gì đây? Ô, lại cái con thư này để mẹ đọc thư trước nha. Đây, cái này đây là thư, mọi lần đều có thư hết mà. Wow. Cái gì đó mẹ? Cái gì đây? Từ. Cho con hai một chuyện. Không phải chuyện đâu. Nhưng mà sao lại có cái gì? Đây này, cho con có. Từ để mẹ xem nào. Để mẹ xem nào bé. Ừ đó, con mở đi. Cái gì đó? Con mở ra đi. Mở tiếp đi. Hay là ở trong đây rồi. À, chỉ có nhà thôi, đừng. Nhà. 1/12/2023. Tức là, có nghĩa là cái món quà đây là bạn ấy đã chuẩn bị từ năm đây này. Này, từ ngày này. Ngày 1/12/2023. Đó, mà đến bây giờ là sang 2024 mình mới nhận được quà á. Có chữ của bạn này. Đây là những cái câu chúc bạn chúc Giáng sinh và chúc năm mới gia đình Kaka này. Đó. Còn từ từ ca đây này. Còn ở dưới đây là bạn giống như là bạn đang cố viết chữ tiếng Việt này. Mẹ nhìn giống như là nhiều tình yêu đấy. Nhiều tình yêu, nhưng mà bạn là rất cố gắng nhưng mà vẫn đang còn thiếu hai chữ. Chỉ thiếu một chữ nữa thôi là thành chữ là nhiều tình yêu đấy. Chắc là phải viết thêm chữ rồi. Nhiều tình yêu, đây là thư là chúc giáng sinh với chúc năm mới. Đây, cái gì mở ra là có nhạc này. Thôi chị bé. Hay không? Mình thay mặt cho gia đình Kaka cảm ơn món quà của bạn rất nhiều. Chúc gia đình bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Rồi. Ừ, rồi bây giờ đến mẹ bóc món quà bên đây ra nha. Đây, con nhận tầm đấy. Để mẹ xem món quà đầu tiên nha. Món gì đấy mẹ? Mẹ ơi. Của em á, con mở ra xem. Rồi, con mở ra đi. Lại có một hộp quà nữa. Từ. Rồi. Đây, con cầm lấy. Rồi, con mở ra xem nào. Cái gì đây? Hay là tô màu đúng không? À, đây là bút màu á. Không màu kéo đó. Ừ. Cái này giống như là cụ tẩy đó Quỳnh ạ. Hình như con này. Ừ. Cụ tẩy đúng không? Giống như một cái tay không? Đừng bếp. Con nhìn giống như cái này giống nhìn tròn lắm. Màu này, chắc là cùng cái, chắc là một loại màu cho con với một loại màu cho em á. Đây là màu nước này. Con cầm cái này đi. Ừ,
màu nước này. Đây. Để tô cái gì này. Cái gì đây mẹ? Cái này là út để tô đó. Út để tô. Ừ, đây này, tô đây nè. Còn đây là cái cục tẩy sao á Quỳnh ạ? To chưa? Không phải kẹo đâu, ta cạ, không phải kẹo. Cái này còn giống tẩy nhưng mà còn giống như một cái đánh rắn. À, đây, 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 ta cầm lấy cái này. Nhưng mà không được ăn đâu nhá. Để xem đây là cái gì nữa này. Đây là bán ra chữ như này chứ. To lắm. To mà lại cần này. Ồ, cái hộp gì ạ? Để mẹ xem nha. Đây là hộp gì ấy, mẹ mở ra đi mẹ. À, bút. Wow, nhiều bút chưa? Bút nhiều chứ. Ừ. Chắc mấy rồi. Nhiều, nhiều, nhiều chị. Bé này, từ. Để mẹ đi bé, đừng. Mẹ xếp lại đấy nha. Đây 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 đây, mẹ xếp cho. Nhìn cái giống như bút chì. Ừ, nhiều bút đẹp lắm. Cái này là bút để vẽ cái tô màu đây mà. Vẽ tô màu. Màu. Bút giống. Sang cái đây đi mẹ. Mẹ. Từ. Từ từ đi. Đây đây đây, để xem cái hộp quà này nhé. Đây mẹ xem cái này, trong đây là cái gì này? Kaka này. Yên ta. Ca lô ra đi ca, đến cho ca lô. Đến 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 mẹ đến mẹ giúp ca nha, giúp ca mở ra nha. Wow, một quyển truyện to này, đến mẹ xem nào. Wow. Chuyện gì ấy? Đây là để tô màu đó Quỳnh, đây là cái gì là để vẽ này. Đâu mà ra con coi đi. Đây, từ cho, thấy chưa? Wow. Còn là giấy trắng không? Ừ, là để con vẽ xong rồi con tô màu ở đây. Con là... vẽ nhà luôn. Vẽ nhà, vẽ hoa. Ừ, đây này. Mẹ ơi, có cái gì là lạ hay là có chữ nhạc đó. Có cái để... ở đây này. Đúng rồi, lôi lên đi bác. Lôi lên, lôi lên. Có sao không? Thật sự bé ơi. Ở người là cái gì ạ? Để mẹ cũng mở ra nhá, cái này bóc ra, cái này là đồ chơi hay lắm này. Cái này sẽ đánh đàn. Cái này là đánh đàn ấy nhỉ. Ừ. Cái này là cái gì đây mẹ? Cái này cho Kaka một cái, em một cái. Con thử đánh con. Cái này là của chất thật của Kaka với của em rồi. Của em còn con là bé rồi. Để mẹ bóc cái này ra nha. Ừ, từ. Đây. Rồi ca cầm cái này lên. À mở cái sách này ra đi mẹ. Mẹ mở sách. Để gõ này. Đây này, đây này mẹ. À đây, đây gõ đấy hả? Hồng xanh vàng này đó. Con mượn con. Rồi để mẹ bóc cái đi ra cho con nha. Con nghe cửa em đó. Ừ. Ca một cái cho em một cái cho hai đứa chơi nha. Không tranh nhau nha. Đấy, món quà của bạn rất là đẹp nha. Từ, đừng. Ừ, để em nhé. Từ, mẹ bóc. Đúng rồi, ca ngồi đây. Ngồi đây lên, ca gõ đi. Đây này, mình sẽ nhìn vào trong đây để mình gõ theo nha. Đây, ví dụ ở đây này, gõ xanh chất này. Đây. Cái gì lại nhanh mắt lên nữa thế? Từ đó, thôi từ từ đã. Cho chị Quỳnh mượn chơi, cái này là của Kaka với của em ấy, nhưng mà cho con mượn chơi nha. Đây, cho ta ngồi ngay đây với con để mẹ bóc quà tiếp. Cho con mượn nha. Cho con à, chị con, từ. Này, đây này này, dừng nào. Đây, mẹ xem này. Wow, là cái gì ở đây nhờ? Thì như là quyến, cái gì như là... À, rất là hai quyển. Hai quyển vẽ. Ừ, hai quyển vẽ, cái này cũng là vẽ tiếp này. Chắc là không, để đấy. Trời ơi. Cái này là cái gì đây nhỉ? Chuyện này hay là tranh á? Tranh vẽ tranh ạ. À, vừa là vẽ tranh ấy. Ừ. Ờ, gì đây mà. Ôi bé. Cái này là sách ma thuật ạ. Sách ma thuật ạ. Ngày trước con cũng thấy như người ta lắp lắp một cái là cũng có chữ luôn. Nhưng mà chắc của mình không làm. Rồi, cá kéo đi ca. Bỏ đi. Ô, cái này to màu chết rồi.
số màu này Quỳnh này. Cái này là để cho con tô màu được đất Quỳnh ạ. Ờ, cái này để vẽ cho mẹ. Ừ. Đây này. Nhưng mà cái cờ bằng dây trắng. Con có thể chắc là nhìn theo đây rồi vẽ này. Nhưng mà con tô màu đúng không ạ? Quyển sách này hơi bị to đấy. Hơi bị to vừa dài cơ. Ừ. Đừng ca đừng lôi. Nhìn hay lắm Quỳnh ạ. Tha hồ cho vẽ vừa luôn. Nhiều, vừa ừ. Nhiều cơ. Vừa nhiều cơ này. À cái này là phải bút chì này. Bút chì màu. Bút màu chì. Đây như là bút, đây là bút màu Quỳnh này. Từ đây này, đây này. Từ đi bé. Lại nữa. Yeah. Bút màu á, chắc là bút màu đó. Mà ra wow, bút màu rất nhiều màu này. Luôn. Ồ, bút xinh xinh đấy chẳng. Ừ, ý là bút màu đấy. Thấy chưa? Ủa, đẹp chưa? Cái gì đấy? Wow, đẹp chưa này? Mẹ nhìn cái gì, cái tờ giấy gì đấy? Ừ, cái tờ giấy trong hộp đây cho mình. Đẹp không? Ớ, nhiều chứ. Đẹp không? Ừ, đẹp, hơi nhiều. Ừ, nhiều như màu. Như là 100 rồi. Như là 100 rồi. Không, chưa đến 100 rồi. Rồi, cắt vào đây nhá. Này, từ đây. Rồi, con bỏ lại đó đi. Đây, đây. Đây này, đây sách tô màu này. Đấy. Bỏ vào đây. Ở đây. Em đi ca. Rồi, vậy xem nào. Sao ca? Đây, mở tiếp hộp quà nữa nha. Này, hộp quà các bạn gói rất là đẹp nữa nha. Nhìn này, đẹp không? Bé này, nhìn này, quà này, mở con với ca mở ra xem. Cá, đi đây, đây. Rồi, hai đứa mở tên. Wow. Bút màu. À, thế thì đúng rồi, rất là lúc. Lúc nãy là con một hộp. Bây giờ con em một hộp. Cá một hộp. Ừ, cá làm gì biết thì anh ấy. Cá tô màu của em. Đấy. Đây, đều là giống màu. Giống như vừa nãy luôn mẹ. Đúng rồi, giống như vừa nãy có nghĩa là con một hộp, anh em một hộp. Là gọi bút chì này. Hai ốc. Đây ca. Wow, hộp bánh à. Hộp bánh đấy. Bánh. Cái đi là của Kaka rồi, đây là đồ ăn là của Kaka rồi. Đây, đây, ta mở bên đây đi. Để cho ta mở. Đây. Ca mở đi. Không. Rồi, bóc đi. Ok. Ừ. Ô, đây là giấy không phải là bóng. À, cái... tờ giấy. Không phải, đây là giấy không phải là bánh mẹ ạ. Phải bóc bên đây mới đúng nè. Bóc bên đây này. Ừ, đây này. Hộp giấy đấy. Thấy chưa? Hộp giấy thì là để cho mà con với cà ca mà ăn đấy, là mình lấy cái này như thế này. Đấy. Thấy chưa? À. Tưởng là ở đây là tưởng là cái hộp hạt. Bánh được. Hết bánh rồi. Hết tới rồi. Ăn hết rồi. Ngồi đây Quỳnh ơi, ngồi đây để mẹ lấy cái băng keo mẹ dính đây, lấy đây. Đó. Đây là hộp giấy không phải hộp bánh nha. Đến từ mẹ lấy băng keo dính lại Quỳnh ơi. Dạ. Cầm lấy cho mẹ để mẹ đi lấy băng keo dính lại nha. Vâng. Không,